Mến chào cô chú anh chị và các bạn Hôm nay mình đi Walmart á, Mình thấy á, những cái cây cam quýt á, Mới về thêm nữa đó các bạn Có cả à, lá chanh số 8 nữa ở à, Đây là cái cây uh, Sweet Navel Orange á. Bạn nào mà thích cây cam ngọt nè Thì cái loại này á, là ngọt nè Cho nên họ ghi ngọt đó các bạn Sweet Navel Orange 39 đồng 98 một cây thôi còn những cái cây mà chanh cẩm thạch cũng bán một giá thôi nha bà các bạn Còn cây bưởi này là bưởi Rio Red nè Cái bưởi này cũng một giá luôn là 39 đồng 98 Mà mình thấy cây Walmart á, mình thích nhất nha các bạn Rất là đẹp Những cái thân của nó nhìn rất là khỏe luôn mình rất là thích mua những cái cây cam quýt của mình ở Walmart á nhưng mà xâm thêm á những cái loài mà mình cần nó thì mình cũng vẫn mua ở những cái nơi khác nhưng mà mình thích cái dạng cây của Walmart á mình thích lắm tại vì á cái cái thân nó rất là đẹp nha các bạn đây là cây quýt đó, cây quýt đó, Clementine, Mandarin, nếu mà bạn nào mà thích nó, cây quýt ngọt đó thì cái cây quýt loại đó đó họ ghi super sweet khi mình search trên uh, online web á thì uh, họ ghi như vậy thì mình cũng có mua lần trước mình có mua rồi. Cho nên lần này á mình quay lại mình thấy hàng về nữa đó thì mình quay cho các bạn xem đó là có những cây chanh đang có trái rất là đẹp luôn nè. Còn đây là cây chanh số 8. Cây chanh số 8 lần này cũng đẹp nè các bạn đó ở đây đang có hai cây nha nhưng mà mình uh, thích quá mình mua một cây năng <laughs> lẽ không mua đâu nhưng mà nhìn thấy cái cây này nè nó đẹp quá nè cây kia cũng đẹp luôn tí mình quay cây kia cho các bạn xem thì uh, nhìn thấy uh, thích nhất là cái thân á uh, cái rootstock á uh, nó rất là khỏe đẹp cho nên mình thích những cái cây rootstock ở walmart lắm uh, mình uh, mua đó các bạn đây lúc nó mua một cái cây á mình nhìn nó là nó nó phải khỏe đẹp á mình mới thích mua chứ còn thường thường á cho dù nó rẻ hơn chăng nữa mình cũng không có mua mình thích mua cái cây đẹp à, mắc hơn chút cũng sao à, còn đây là những cái cây chanh nè nếu mà bạn nào thích những cái cây uh, chanh nè thì uh, mình thấy uh, những cái cây chanh lùn lùn thấp thấp thôi chỉ giá 19 đồng 98 thôi nha mà thầy á uh, trên cây á uh, đang có trái á uh, nhiều lắm nếu mà bạn nào mà thích trồng chậu đó mình trồng những cây này nè trồng trong chậu rất là thích hợp luôn nè nó nhỏ nhỏ mà nó đã ra trái rồi đó các bạn rất là đẹp luôn đó lần này họ còn đang để trong những cái cái kệ đó khi các bạn đến Walmart này các bạn nhớ là mình nhìn xung quanh nha Tại vì họ để mỗi nơi á vài cây vài cây đó Thì cái chỗ khu vực này đó thì mình thấy họ để mấy cây cam Moro Plus Orange Loại cam này tốt lắm các bạn Mua 39 .98 đồng 98 là quá rẻ luôn mà cây đẹp lắm Mình rất là thích Những cây này là gốc đẹp luôn nè Những cây này là mình trồng với gốc nó mau to Mà cái gốc của nó rất là đẹp luôn Mình thích lắm mình như mình thấy có ba cây ở ngay góc này nha rồi có thêm cây chanh thái này nè các bạn lá chanh thái này mình hay dùng để nấu lẩu thái hoặc là mình hấp gà đó thơm lắm còn một cây nha các bạn có hai cây nhưng mình mua một cây rồi mình thích quá mình mua một cây rồi còn đây là những cây cam Moro Plus Orange nè đó cam này tốt vô cùng luôn đó các bạn mà cũng ngọt nha không phải là 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 chua đâu nếu mà mình chăm sóc đó, đúng á còn mình thấy ở đây còn một cây blueberries loại ngọt Lúc nãy mình không có để ý phía trên cái phía trên top sale Họ cũng để một số cây cam chanh nữa đó các bạn Đây nè, cây này là cây bưởi đỏ nha đó, Cây bưởi đỏ rất là đẹp Rồi đây họ để những cái cây chanh nè các bạn Rất là nhiều luôn trên những cái kệ nè Họ chưa có xếp ra những cây chanh này đang có trái với là có bông nhiều lắm những cái cây này mình mua về đó mình trồng trong chậu nè cái cây đợt này mình thấy là lớn hơn cây đợt trước luôn ạ mà trái đầy luôn khi mà mình đến walmart đó các bạn thì mình nhớ mình đi vòng vòng nha tại vì mình thấy mỗi chỗ họ để cũng một cây nè như chỗ này nè họ để một cây này nhìn rất là đẹp luôn nè cây chanh nha nếu mà bạn nào mà muốn trồng cây chanh nè thì ở đây đang có cây chanh trái đang có luôn nè đó, rồi trên cây đang có hoa, cây này nhìn rất là đẹp nha. Ở đây cũng có một cây chanh họ để ở đây nữa nè. À, mình muốn nói luôn đó là sau video này mình sẽ post thêm mấy cái video nữa. Thì những cái chỗ này nó gần gần nhau đó, tiền thể mình đi lên trên đây rồi mình shop around luôn nha. À, cho đỡ mất á, thời gian đó, thì à, mỗi nursery có mỗi cái cây khác nhau thì mình sẽ à, post lên sau cái video này nha các bạn. thì các bạn à, nhớ đón xem, coi mình có những cây gì gì mình thích mua nha nói chung á, cây ở moss mình thấy á, là rất là đẹp, à, cái thân nó rất là khỏe. À, tốt, à, cây nhìn rất là khỏe mạnh luôn Nhiều lá xung xuê lắm Cho nên bạn nào mà cần mua những cây uh, cam quýt Lá chanh thái đó Thì ở đây đang về rất là nhiều nha Mình uh, đến sớm thì mình uh, mua được những cây đẹp à, Còn đây là những cây hoa dâm bột nữa các bạn đó. Còn đây là hoa tốc cầu Hoa tốc cầu Walmart đang bán luôn Giá 17 đồng 84 Thấy chậu cũng rất là lớn luôn nha Nói chung cái giá bán của Walmart á, mình thấy rất là đặc biệt á. Hoa này nè, hoa này thì á, trồng á, ra hoa quanh năm luôn á. 9 đồng 88, nhà mình cũng có, mình trồng mình thấy lúc nào cũng ra hoa đó. còn đây là nho nè, nếu mà bạn nào thích những cây nho ngọt nè. Đó, trái to, ngọt giá 11 đồng 98 thôi rất là rẻ luôn còn đây là cái loại nho này cũng không có hạt đâu nho này uh, nho xanh nè xít lẹt uh, ngọt mà cái gốc to lắm nha mình uh, nhìn rất là thích nhưng mà tại vì mình hôm trước mình có đi quay ở hôm thì cô mình mua rồi cho nên mình không mua nữa chứ gặp mà cây gốc to như vậy là mình sẽ mua liền á đó. đó cây đang uh, gốc to lắm nha các bạn 11 đồng 98 thôi một cây nho mang về trồng hôm trước cũng có chị hỏi mình mua cây nho đó thì bữa nay chị mà thấy video này nè thì mình thấy cây ở đây vừa rẻ vừa to nha chị ở đây cũng còn mấy cây lâm nữa nha mấy cây lâm thì lần trước mình cũng có quay đó vẫn còn thì lần này cũng vẫn còn khoảng 6 cây á nếu mà bạn nào thích trồng lâm Bây giờ mình muốn chia sẻ với các bạn á là cái loại này á là diệt trừ sâu bò mà cho cỏ nha. Tại vì mình muốn chia sẻ làm sao vì đôi lúc á, cô chú mình á mà xài á cái loại à này á, mà mình dùng cho cây ăn trái hoặc là rau củ quả của mình là không được nha. À, họ ghi là dùng cho lon, lon là cỏ đó. Chứ còn nếu mà mình dùng mà cho rau củ quả đó thì á, cái rau củ quả của mình nó sẽ hấp thụ những cái chất uh... Của cái thuốc này ấy, là không có tốt cho sức khỏe của mình Cho nên khi mình dùng cái gì mình cũng nhớ đọc kỹ trên cái bao bì đó Chứ không phải mình thấy họ ghi là dịch sâu bò Cái là mình mua về mình bỏ vào mấy cây rau hoặc là mấy cây ăn trái của mình Thì những cái cây ăn trái của mình nó bị nhiễm những cái thuốc mà dịch trừ sâu bò này Thì mình ăn vào sức khỏe của mình sẽ không có tốt nha các bạn thì mình chia sẻ như vậy thôi. À, trước khi mua thì cô chú muốn dùng cho rau củ quả thì nhớ là trên bao bì đó họ sẽ ghi là cho fruit tree hoặc là cho vegetable đó thì mình xài được nha. Còn nếu mà họ ghi cho cỏ đó hoặc là ghi cho những cái loại cây mà không phải là ăn trái đó mà mình dùng cho cây ăn trái của mình hoặc là rau của mình là à, mình mình ăn chất độc vào người của mình nha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video của mình sau video này thì các bạn nhớ đón xem cái video tiếp theo mình sẽ post tiếp là những cái nốt series đó tiện thể mình đi lên trên đây thì mình shop ở À, tại vì nó nằm rất là gần nhau luôn